Thu Quyên kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của kênh tin tức 7 News. Nội dung chi tiết của bản tin sẽ được gửi đến ngay sau đây. Nguy hiểm cảnh ô tô bất ngờ chen giữa hai xe trên cao tốc để vượt lên trước. Tình huống xảy ra vào khoảng 9 giờ 54 phút ngày 1 tháng 10 trên cao tốc Nội Bài, Bắc Ninh và được camera hành trình của chiếc xe con ghi lại. Theo chia sẻ của anh Cao Hùng ở Hà Nội, thời điểm này, vợ anh là người lái chiếc xe con có camera hành trình theo hướng đi Bắc Ninh, di chuyển ở làn giữa. Cùng đó, một chiếc xe Kia Morning cũng đang di chuyển song song ở làn ngoài bên trái. Khi đến đoạn gần cầu vượt thì bất ngờ chiếc VinFast Lux SA 2.0 vượt lên ở giữa đường và chèn ép khiến vợ anh phải đánh lái vào làn đường khẩn cấp để tránh. Xem lại tình huống trên camera, tôi thấy nguy hiểm quá. Lúc ấy mà vợ tôi mất lái, lao vào giải phân cách thì rơi xuống đường bên dưới rồi. Rất may là làn khẩn cấp không có xe, chứ có xe thì khả năng là xảy ra va chạm, anh Hùng nói. Tuy nhiên, anh Hùng cũng cho rằng vợ dù không đi sai khi duy trì tốc độ ở làn giữa, nhưng đã vô tình tạo nên tình huống hai xe đi song song, nên có thể gây ức chế cho xe muốn vượt. Qua câu chuyện của mình, anh Hùng hy vọng các tài xế lái xe trên đường nên giữ cái đầu lạnh, vì không phải ai cũng có thể phản ứng tốt trong tình huống bất ngờ, nhất là phụ nữ. Chị nói chị là người in tiền. Chị in tiền ạ? Em không quan trọng chị là ai, chỉ quan trọng chị thanh toán hóa đơn cho bọn em thôi. Đi ăn nhà hàng không trả tiền, cô gái tự nhận mình là người in tiền. Mới đây một cô gái trẻ ăn mặc sang trọng, thần thái ngút trời bước vào nhà hàng ăn uống no say, kèm theo đó là sử dụng thêm một số dịch vụ khác với tổng hóa đơn lên đến 1 triệu đồng. Thế nhưng đến khi nhân viên đến để yêu cầu thanh toán tiền, thì cô gái chỉ ngồi yên, gương mặt lạnh như tiền, giữ vững thần thái vương giả không hề run sợ. Hỏi lại nhân viên có đủ hình thức để nhận tiền hay không, vì cô gái chính là người in tiền. Mặc dù bạn nhân viên đã từ tốn rất nhiều lần, đề nghị người in tiền trả tiền ăn uống và sử dụng dịch vụ, thế nhưng người in tiền vẫn quyết định giữ im lặng cho tới cùng sau cuộc chiến nhẫn nại không khoan nhượng giữa khách và nhân viên. Cuối cùng quán cũng đành chấp nhận từ bỏ 1 triệu đồng để đuổi thẳng cô gái ra khỏi quán. Được biết cô gái này cũng có ít nhiều tiếng tăm trên mạng xã hội, chủ yếu vẫn là ăn quỵt ở nhiều nhà hàng và quán cà phê và nhất quyết không trả tiền. Một số chia sẻ được cộng đồng mạng để lại. Chán quá, mong chính quyền có chế tài xử phạt những người như vậy, nếu không những người ăn quỵt như thế này, ngày một nhiều, khổ cho người bị hại. Thần thái ngút trời, ăn mặc sang trọng, mà ăn quỵt vậy là thần thái dữ chưa? Sao thấy rỗng diễn thế nhỉ? Chứ sao ăn quỵt bị chửi nhiều lần lắm mà vẫn có video mới nhỉ? Ai đời ăn quỵt bị đưa lên mạng nhiều lần mà vẫn có video? Vụ xe thành bưởi gây tai nạn, không thu viện phí của bệnh nhân. Ngày 2 tháng 10, ông Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho hay sẽ không thu tiền viện phí của 4 bệnh nhân trong vụ tai nạn giữa xe thành bưởi với xe 16 chỗ. Theo ông Tuấn, trước hoàn cảnh thương tâm của các bệnh nhân, bệnh viện quyết định sẽ không thu các khoản phí điều trị, thuốc men, vận chuyển nạn nhân tử vong về quê an táng. Bên cạnh đó, bệnh viện sẽ tiếp tục huy động các y bác sĩ, thuốc men, trang thiết bị tốt nhất, tập trung cứu chữa cho các bệnh nhân, theo dõi sát sao diễn biến sức khỏe của các bệnh nhân để có hướng xử trí kịp thời. Trước đó khoảng 2 giờ 25 phút ngày 30 tháng 9, Hoàng Văn Tính, 37 tuổi, quê Thừa Thiên Huế, điều khiển xe khách của nhà xe Thành Bưởi chở hơn 30 hành khách trên quốc lộ 20 hướng Đồng Nai đi Lâm Đồng. Khi đến đoạn thuộc ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, Tính chạy xe vượt bên trái xe tải B đi cùng chiều phía trước. Tuy nhiên trong lúc vượt, đầu xe dừng nằm bên phải đâm vào phía sau bên trái của xe tải. Sau đó xe khách lấn qua phần đường ngược chiều và đâm trực diện vào xe khách 16 chỗ do anh Nguyễn Văn Cảnh, 33 tuổi, ngụ Bình Thuận điều khiển, chở theo 8 hành khách. Hậu quả 4 người trên xe khách 16 chỗ tử vong, bao gồm tài xế, 5 người khác bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong số 4 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, một bệnh nhân đã tử vong sau đó. Bé gái sơ sinh tử vong trong túi ni lông, thi thể có dấu hiệu tổn thương. Tối ngày 2 tháng 10, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh điều tra vụ bé gái sơ sinh tử vong trong túi ni lông trong hẻm số 246 đường Bạch Đằng, phường 24. Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, bệnh viện quận Bình Thạnh tiếp nhận bệnh nhân Bảo Trang, 21 tuổi, quê Bình Thuận, tạm trú quận Bình Thạnh, với dấu hiệu vừa sinh con xong. Các y bác sĩ trong khi thăm khám đã hỏi về việc con của chị Trang đang ở đâu nhưng không nhận được câu trả lời. Sau đó bệnh viện đã trình báo cơ quan công an. Nhận được thông báo, công an phường 24 đến kiểm tra nơi ở của bệnh nhân
và phát hiện bên trong túi ni lông màu đen chứa một thi thể trẻ sơ sinh. Qua khám nghiệm, công an xác định thi thể trong túi ni lông là bé gái sơ sinh và có dấu hiệu tổn thương nghi do vật cứng sắc nhọn gây ra. Theo hàng xóm, trước đó họ thấy một cô gái đang mang thai sống tại căn nhà trên. Mới đây có thêm một cô gái khác đến để sống cùng. Vụ bắt con của bạn thân đòi 2 tỷ tiền chuộc do nợ nần, do thua cờ bạc. Tối ngày 2 tháng 10, nghi phạm Nguyễn Thanh Sơn, 34 tuổi, thường trú xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An, đã bị công an Đồng Nai bắt giữ. Đây là đối tượng bắt cóc bé gái ở phường 6, thành phố Tân An, Long An vào chiều cùng ngày. Tại cơ quan công an, bước đầu Sơn khai nhận do chơi cờ bạc nên nợ tiền của nhiều người. Thời gian gần đây, các chủ nợ liên tiếp thúc ép nên Sơn túng quẫn. Chiều ngày 2 tháng 10, Sơn đến trường đón con và cháu bé. Sau khi gửi con về nhà nội, Sơn đưa cháu bé bỏ chạy về hướng thành phố Hồ Chí Minh. Trên đường đi, Sơn gọi điện cho gia đình yêu cầu đưa 2 tỷ đồng tiền chuộc. Sau đó Sơn hạ xuống 1 tỷ đồng. Sau đó gia đình cháu bé chuyển cho Sơn nhiều lần đủ 1 tỷ đồng. Sơn vào khách sạn ở phường An Phú, thành phố Thủ Đức gửi cháu bé lại rồi báo cho gia đình đến đón. Riêng Sơn điều khiển xe chạy về hướng tỉnh Lâm Đồng. Khi đến địa bàn thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, Đồng Nai thì bị lực lượng công an bắt giữ. Khám xét chiếc xe mà Sơn điều khiển, cơ quan công an phát hiện một chai thuốc sâu. Trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin, công an tỉnh Long An nhanh chóng vào cuộc truy bắt nghi phạm. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, công an tỉnh Đồng Nai nhận được thông tin nghi phạm lái xe đi theo hướng quốc lộ 20 về tỉnh Lâm Đồng nên đã bố trí lực lượng chốt chặn bắt giữ. Khi chiếc ô tô của nghi phạm đến địa bàn huyện Tân Phú, Đồng Nai thì cảnh sát vây bắt, khống chế và đưa về trụ sở tiếp tục điều tra. Ngay sau đó, công an Long An cùng gia đình đã đến khách sạn và đưa cháu bé trở về an toàn. Kinh phí phá chuyên án mại dâm ở thành phố Hồ Chí Minh lên đến hàng ngàn đô la Mỹ mỗi vụ. Công tác phòng chống mại dâm tại thành phố Hồ Chí Minh đang gặp những hạn chế nhất định bởi vấn đề kinh phí, trang thiết bị, năng lực cán bộ và các quy định pháp luật. Những điểm yếu này được Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ trong bản báo cáo kết quả phòng chống mại dâm 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Theo đó, hiện tại các đối tượng hoạt động mại dâm có xu hướng lợi dụng công nghệ cao, mạng Internet để thành lập và điều hành đường dây trải dài khắp các tỉnh thành xuyên quốc gia và vượt khỏi biên giới. Để khám phá các tổ chức này, các cán bộ tham gia đấu tranh phòng chống mại dâm cần trình độ, năng lực, ngoại ngữ, tin học cao. Tuy nhiên, trang thiết bị, phương tiện được cấp phát và năng lực đội ngũ cán bộ trong công tác phòng chống mại dâm tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, chi phí phục vụ công tác điều tra, khám phá băng nhóm, chuyên án mại dâm khá cao, từ vài chục triệu đồng đến vài ngàn đô la Mỹ mỗi vụ. Nhưng nguồn phân bổ quyết toán kinh phí này hiện không có. Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ, hoạt động mại dâm ở thành phố có nhiều biến tướng thời gian gần đây như Sugar Baby, Sugar Daddy. Phương thức hoạt động của các đối tượng là dùng mạng xã hội Internet để tiếp thị bằng hình ảnh, thỏa thuận đến địa điểm biệt thự, căn hộ, chung cư, tàu biển, tàu du lịch đi tour, thậm chí ra nước ngoài để bán dâm. Hàng nghìn công nhân bỏ về sau giờ cơm trưa, người lao động kiến nghị gì? Tối ngày 2 tháng 10, ông Hà Huy Đồng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu cho biết, qua nắm bắt thông tin, đơn vị đã ghi nhận 8 kiến nghị, đề xuất của công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Glory đóng trên địa bàn huyện Diễn Châu. Cụ thể, công nhân yêu cầu tăng lương cơ bản, lời nói, hành động của cán bộ cần thực hiện đúng chuẩn mực giao tiếp. Công nhân nữ mang thai từ tháng thứ 7 trở lên được về sớm 1 giờ, theo đúng quy định của pháp luật. Công nhân đề nghị công ty kiểm tra lại máy chấm công. Nếu công nhân đi làm bình thường có chấm công, nhưng không có dữ liệu chấm công, thì phải xem xét bổ sung giờ chấm công cho công nhân, không được ghi cảnh cáo. Theo các công nhân, phía công ty yêu cầu công nhân họp quá nhiều. Do đó, người lao động đề nghị công ty điều chỉnh lại giờ họp trong khoảng thời gian làm việc, ngoài giờ tan ca, không được phép đề xuất họp. Hiện tại, sản lượng mục tiêu của nhà máy cao, công nhân đề nghị phía công ty điều chỉnh lại sản lượng cho phù hợp. Công nhân đề nghị công ty tính thưởng tháng 13 theo thời gian làm việc thực tế, không được khấu trừ theo thời gian nghỉ phép, đồng thời yêu cầu tăng số lượng công nhân hưởng độc hại, nặng nhọc và tăng phụ cấp độc hại, nặng nhọc. Ngay trong chiều ngày 2 tháng 10, Liên đoàn Lao động, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Diễn Châu đã có buổi làm việc với Ban Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Việt Glory.
Tại buổi làm việc, phía công ty tiếp thu các kiến nghị của người lao động và cho biết sẽ có giải pháp cụ thể. Vụ bé 6 tuổi tử vong sau khi ăn bánh đêm Trung thu, nhiều trẻ sốt, nôn ói. Tối ngày 2 tháng 10, bà Phạm Khánh Phong Lan, trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang phối hợp với phòng y tế Thủ Đức xác minh sự việc nhiều trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh được phát tại một sự kiện mừng Tết Trung thu. Trong số này, có một trường hợp bé gái 6 tuổi đã tử vong khuya ngày 1 tháng 10 trước khi vào bệnh viện Lê Văn Thịnh thành phố Thủ Đức. Cùng ngày 2 tháng 10, Ban Quản lý Chung cư 32 thành phố Thủ Đức cũng đã phát thông báo khẩn gửi đến toàn thể cư dân liên quan đến sự việc trên. Theo thông báo, vào ngày 29 tháng 9, Ban Quản trị và Ban Quản lý Chung cư trên đã thuê đơn vị tổ chức sự kiện mừng Trung thu tại nơi này từ 17 giờ cùng ngày. Trong đó, quán cà phê C có tài trợ bánh su kem từ một thương hiệu bánh danh tiếng của thành phố Hồ Chí Minh. Theo chứng từ giao nhận, bánh này được giao đến quán cà phê C lúc 10 giờ ngày 29 tháng 9. Lưu trong tủ mát và giao đến cho đơn vị tổ chức sự kiện vào lúc 19:30 cùng ngày. Ngày 1 tháng 10, Ban Quản lý chung cư nhận được thông tin khoảng 5 trường hợp trẻ em ăn bánh có triệu chứng bị tiêu chảy, nôn ói, sốt. Đến sáng ngày 2 tháng 10, qua nhóm cư dân, Ban Quản lý ghi nhận thêm một số trường hợp có triệu chứng tương tự. Như đã thông tin, tối 31 tháng 9, bé Quy 6 tuổi, ngụ phường Bình Trưng Tây, thành phố Thủ Đức, ói nhiều lần, kèm tiêu chảy 3 lần, ở nhà không xử trí gì. Trước đó, bé có ăn bánh su kem và bánh trung thu mang về từ chương trình vui chơi trung thu. Chiều ngày 1 tháng 10, bé Quy được đưa tới khoa nhi Bệnh viện Lê Văn Thịnh khám với chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột, được kê toa thuốc ra về. Đến 21 giờ cùng ngày, bé bất ngờ tím môi, tím mặt tăng dần kèm bứt rứt. Tại khoa cấp cứu, bệnh nhân được hồi sinh tim phổi nhưng không thành công, chẩn đoán tử vong ngoại viện chưa rõ nguyên nhân. Gã trai tuổi trăng tròn hiếp dâm xác chết giữa nghĩa địa hoang vắng. Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lò Văn Phóng, trú huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, về tội giết người, hiếp dâm và cướp tài sản. Phóng được sinh ra trên Dẻo Cao, tỉnh Sơn La. Đến lưng chừng lớp 7, Phóng bỏ theo đám bạn xấu leo lỏng trộm cắp. 15 tuổi, Phóng bị bắt vì tội trộm cắp tài sản, sau đó được cho tại ngoại. Về nhà được vài ngày, Phóng bỏ xuống Hà Nội đi lang thang. Tại đây, Phóng gặp Hiệp cùng cảnh lang thang. Hai kẻ này kết thân rồi rủ nhau vào tỉnh Bình Dương kiếm sống. Hai kẻ này lên kế hoạch trộm cắp kiếm tiền vì trong người đã cạn tiền. Cả hai xuống khu vực huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương để tìm con mồi. Khoảng 0 giờ, hai đối tượng phát hiện Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1976, đi cạo mũ ở nông trường Hưng Hòa, xã Tân Bình. Cả hai chạy sát nạn nhân vờ hỏi đường, sau đó đạp đổ xe, khống chế và cướp tài sản. Thấy chị Hoa la hét kêu cứu, Phóng dùng tay đánh nạn nhân bất tỉnh. Cả hai kéo chị Hoa sâu bên trong khu nghĩa địa cạnh đó. Khi đang kéo quần chị Hoa để thực hiện hành vi đồi bại, thì nạn nhân tỉnh dậy và la hét. Quá hốt hoảng, Phóng dùng khúc gỗ dài đập mạnh vào người, khiến nạn nhân tử vong. Thấy chị Hoa không có phản ứng gì, Phóng bắt đầu hành vi hiếp dâm nạn nhân ngay giữa nghĩa địa. Kinh hãi hơn, gã trai vừa tròn 16 tuổi còn dùng cành cây dài chọc vào sâu bên trong vùng nhạy cảm của chị Hoa. Hắn hành hạ thi thể khi nạn nhân đã tắt thở. Thỏa mãn dục vọng, cả hai lấy hết tài sản trên người chị Hoa. Điều khiến tất cả những người dự phiên tòa hôm đó khiếp đảm hơn chính là hành động phá hỏng đôi mắt của người đã khuất. Bị cáo Phóng cho rằng đôi mắt ấy đã lưu giữ hình ảnh của gã và Hiệp nên cần phải loại bỏ. Cuối cùng cả hai khiêng thi thể vứt xuống một ngôi mộ đã bốc cốt để phi tang. Tại phiên xét xử, Phóng bị tuyên án tử hình với 4 tội danh giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian bị biệt giam, Phóng khai nhận mình chính là kẻ sát hại chị Nguyễn Thị Hoa ở Bình Dương. Đại biểu Quốc hội làm thu riết mà chưa thấy hiệu trưởng nào bị cách chức. Làm thu đầu năm học, câu chuyện đến hẹn lại lên trong ngành giáo dục. Dù năm nào, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nhấn mạnh tuyệt đối không để xảy ra làm thu, nhưng trên bảo dưới không nghe. Gần đây nhất, vụ việc lớp 1-2 trường tiểu học Hồng Hà, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh để xảy ra tình trạng thu chi sai quy định khi khoản quỹ phụ huynh tới hơn 310 triệu đồng, trung bình 10 triệu đồng một học sinh, gây bức xúc dư luận. Bắt đầu năm học mới 2023-2024 được khoảng 1 tháng, hàng loạt trường học ở khắp các tỉnh thành đã bị nêu tên vì để xảy ra tình trạng lạm thu.
Đáng nói, số tiền ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước, dù Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bày binh bố trận với đủ mọi loại quy định, hướng dẫn, văn bản nhắc nhở. Là người công tác trong ngành giáo dục lâu năm, thầy giáo Nguyễn Văn Lực, giáo viên trường trung học cơ sở Trịnh Phong, Khánh Hòa, nhận định vấn đề lạm thu đã gây bức xúc không nhỏ trong phụ huynh. Nhiều trường lạm dụng hai từ tự nguyện, núp bóng hội phụ huynh để thu các khoản không đúng quy định. Việc này xảy ra liên tục, hết năm này đến năm khác, khiến phụ huynh bức xúc, xã hội mất niềm tin, ông Lực nói. Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa chỉ ra nguyên nhân việc lạm thu luôn tái diễn do quá trình xử lý sai phạm không mạnh mẽ, chỉ nhắc nhở, khiến nhận luật. Lạm thu riết mà tôi chưa thấy hiệu trưởng nào bị cách chức. Liệu rằng các cấp quản lý có đang làm ngơ về vấn đề này? Ông Hòa nêu ý kiến. Bão Conu sắp vào Biển Đông, cường độ rất mạnh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng nay, cơn bão Conu đang hoạt động ở vùng biển phía đông bắc đảo Luzon của Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, tương đương 167-183 km/h, giật trên cấp 17. Những giờ qua, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, tính từ 7 giờ sáng ngày 3 tháng 10, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 7 giờ sáng ngày 4 tháng 10, tâm bão ở vị trí 21,6 độ Kinh Bắc, 123 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông nam đảo Đài Loan, Trung Quốc, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, giật trên cấp 17. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Dự báo khoảng sáng ngày 5 tháng 10, bão Conu sẽ đi vào Bắc Biển Đông, áp sát khu vực phía nam đảo Đài Loan, Trung Quốc. Lúc này, sức gió của bão giảm đi nhưng vẫn giữ cường độ của một cơn bão rất mạnh với sức gió vùng gần tâm bão cấp 13, giật cấp 16. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão Conu đổi hướng, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km/h. Đến bây giờ ngày 6 tháng 10, tâm bão trên vùng biển phía đông tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc với cường độ mạnh cấp 11, giật cấp 13. Dự báo sau đó, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km. Cường độ tiếp tục suy yếu thêm, có khả năng đi vào đất liền khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại.